Đây con nè, trời ơi ra nè. Ôi ôi, cây này nó ra cục cục như đó các bạn. Đó chưa. Bông này quá đã luôn. Đây nè. Ôi ôi. Nhánh nhánh này là mình gọi là nhánh này là nhánh cấp cấp 1 nè, mà nó ra cũng ghê luôn nè các bạn. Nhánh dưới nó cũng ra nè. À, không phải ăn cây đâu các bạn, nó gà vô đống gà. Mình xin chào các bạn. Hôm nay thấy thấy đi cái một cái vườn gần nhà ha. Thì cũng cả năm trời chưa có qua nữa. Từ khi thu trái tới giờ. Bây giờ là cũng làm cơi mới rồi. À. Thấy không, dàn lá đẹp không? Này các bạn. Dàn lá. À. Các bạn hỏi dàn lá này là bông dưa đúng không? Lấy dàn lá ngoài đó các bạn. À, mình cho các bạn xem trong nè. Ra bông rồi. Các bạn ra bông rồi. Thấy chưa? Cũng dở mũ rồi. Nè. Đây nè. Ở trên nó ra li ti ti nhiều lắm. Rồi các bạn nó như thế này nè, nó nhỏ vậy nè, các bạn không thấy đâu. Đây nè. À. Cái nhánh này nè, như ra đều cái trơn các bạn. Dở mũ được 5 ngày rồi các bạn. Dài. Nó thấy ra mạnh lắm á. Trời, mình qua mình bất ngờ chặt lá luôn. À, Kha nó bảo anh thấy rồi. Anh thấy qua coi mèm thử coi. Nó làm sao? Trời ơi trời, qua coi những vàng lá nhìn trước mặt. Các bạn. Năm nay thì Kha nó làm hết rồi. Kha nó làm hết trơn cái lô này luôn. Mà này vàng lá nó đẹp lắm đẹp. Mình đi mình kiểm tra. Làm rảnh mới đi kiểm tra thử coi là như thế nào, thì bây giờ nó ra đủ hết trơn. Nhỏ nhỏ xíu nó cũng ra rồi các bạn. Bông mà nó trong thân rồi ra đó mà. Thì bây giờ xong một cái quy trình là bông rồi các bạn. À, mình nói rồi, quy trình là bông đó. Thì nó nằm trong một cái mua chủ quy trình để mà chúng ta làm trái đúng không. À, thì bây giờ nó chúng ta được 30% rồi, chúng ta được 30% đoạn đường rồi. À, cái đọt thì đứng các bạn, cái đọt Kha với anh hai nó làm chuẩn lắm. À, thì bây giờ đứng mày ha, đứng im đúng không? Nhưng mày lá này bây giờ nó muốn đi đọt nữa nè. Lá này chừng 15 ngày nữa bạn tống thân vô đi đọt nữa nè. Mình vô mình coi bông tiếp. Các bạn coi, con nó ra nè. Đậy ha các bạn, đậy hình như là hai mấy ngày à. Hai mấy ngày là nó ra luôn rồi. Mà ra các bạn thấy bông nhìn đẹp, nhìn đẹp lắm. À, hôm qua tối qua Kha nó qua lấy thuốc cho lấy phân. À. Thời điểm này thì các bạn thời điểm này nè, các bạn thường thường á khách hàng người ta sẽ đóng là cái gì, đóng ba số. À, thái cho đóng ba số. À, đây là con nè, trời ơi ra nè. Ôi ôi, cây này nó ra cục cục như đó các bạn. Đó chưa. Bông này quá đã luôn. Đây nè. Ôi ôi. Nhánh này là mình gọi là nhánh này là nhánh cấp 1 nè, mà nó ra cũng ghê luôn rồi các bạn. Nhánh dưới nó cũng ra nè. À, không phải ăn cây đâu các bạn, nó ra vô đống gà. À. Cái vườn này của anh Kha thực sự là mình nói là nó phá cái quy tắc, nó phá vỡ cái quy tắc ha, phá vỡ cái quy tắc nhiều lắm các bạn. Tại vì hiện tại một số vườn thì nó cứ đính như thế này nữa các bạn, nó đính như thế này nè. À, nó đính nó vàng như thế này nè là nó không ra nữa. À, còn cái vườn của anh Kha thì bây giờ nó ra đẹp hết trơn rồi. Đây nè. À, đúng ra hiện tại nó không có tiết luôn các bạn. À, ban ngày gió chướng thôi nhưng mà con đêm là tịch. Thì dự tính là cuối tháng này là chắc không có tiết rồi các bạn, dự tính cuối tháng này không có tiết rồi. Đây đẹp không? Ồ, vàng lá mình nói là nó muốn đi đọt nữa nè, sung không à. Vàng lá của Kha là đẹp lắm, vàng lá của Kha đẹp lắm các bạn. À, không như dở ra dở mũ hết rồi. Ồ, nó đều trơn nè. À, cây này thì nó còn hơi nhỏ nhỏ như thế này các bạn, nó còn nhỏ nhỏ xa xa như thế này các bạn không thấy được. À, rồi thì bây giờ nữa các bạn sẽ hỏi là phun thì mình cũng cho nước mắt cua dưới gỡ ba này kia để cho nó kéo dài ra cái bông ha. Mình nói chung chung thôi, tại vì mình cũng nói nhiều với cái vấn đề này rồi. Thì bây giờ cái phân các bạn bón như thế nào, thường dở mũ ra người ta sẽ cho có hai cái dòng để mà các bạn lựa chọn là
12 11 8 nha các bạn. 12 11 8 và ba số. À. Và lá đẹp quá các bạn, mình đi là mình mê luôn. Và lá đẹp cực kỳ luôn. Đó, này là lá nè, các bạn coi dàn lá ngoài nè. Trời ơi, nó đẹp như thế này nè trời. À, các bạn bón ba số trong thời điểm này á thì nó sẽ có cái tình trạng là nếu các bạn sẽ biết là nó, nếu mà các bạn bón mà một số cái thằng mà người ta muốn lấy thấy đỏ các bạn thì người ta sẽ bón 20 luôn ha. À, có một số cái thằng đang bón 20 nè, còn theo mình á ha, mình cho nó bón ba số ha, mình chọn theo bón ba số trước. À, ba số 16 của Zara ha, ba số 15 của Đức, ba số 15 của Zara cũng được luôn nha. À, thì bây giờ ai thích cái gì thì cứ lấy cái đó bón thôi. À, nhưng mà mình ưu tiên là chọn những dòng sản phẩm nó chất lượng một chút xíu là được. À, trong bông các bạn phải các bạn hỏi là cái phân ba số các bạn có trộn gì không, mình cho trộn với một chút xíu là ví dụ các bạn trộn tỷ lệ là 1:2 các bạn. 1% là một mình gọi là sao, một bao Zara 25 kg đúng không, ba số 15 ba số 16 thì các bạn trộn nửa bao canxi nitrat cho mình là được ha, là ok. Đó, bông như thế này nè, bông này là dư, bông này chừng nữa là lật xíu nè, trời ơi nhanh được mà nó ra đó các bạn, nó hem ra quá trời, đất ra nguyên khúc nè. Rồi cái bón phân thì mình không có nói tới do các bạn cũng biết rồi ha, cái đó tùy vô các bạn coi cái đọt như thế nào đó, mình sẽ làm một cái video về cái các bạn bón phân gì ở trên cây sầu riêng của chúng ta để mà chúng ta lấy đọt hoặc chúng ta để nuôi hoa thôi ha. Đây một cổ này thì chúng ta bỏ nè, chúng ta lấy một cổ duy nhất thôi là được rồi nè, đây là một cái cổ chung đã không ạ, ra thế này nè. Rồi thì cái quy trình mà làm bông á thì nó chung là nó cũng đầy đủ hết trơn rồi. Thì Thái không nói nữa, thì chỉ cập nhật một số cái vườn mà nó ra hoa thôi đó, để mà chúng ta xử lý trên cái vườn đó như thế nào là được ha. Chứ còn cái vấn đề mà ra hoa thì không có gì để nói nữa rồi. Là bây giờ là chuẩn bị vô mùa thuận nữa các bạn, hay mùa thuận thì chúng ta không có nói về việc bông nữa đâu, nhưng mà chúng ta phải dưỡng bông như thế nào để mà cho nó khỏe cái bông nè ha, cho dàn lá cho nó ngon nè. Các bạn coi nè, nãy giờ ha không có cây nào mà rớt lá được trơn các bạn, làn lá nó xanh đen thui luôn. Khoai nữa là hàng pha nữa, pha nữa làm giỏi quá rất là giỏi luôn các bạn nè, bông đều trơn ha, bông đều sáng như vậy là mãn nguyện rồi các bạn. Đó, làm hoa mà như thế này là ok đó, thấy chưa. Đó, chúc mừng chúc mừng Kha ha, chúc mừng gia đình có một cái mùa bông mình gọi là hiện tại là chiến đấu mùa bông thôi là ok rồi. Rồi đó. Thì chúng ta vô bạc cho chúng ta vô phân thôi các bạn, nó đơn giản lắm, cái này thì bây giờ nó đơn giản lắm rồi đó. Ok ha các bạn. Rồi nãy giờ mình đi hình như là nãy giờ không có cây nào rớt bông ha. Trời ơi cho dàn lá nè, đẹp tuyệt vời, dàn lá này không có gì để chê, tuyệt vời lắm. Kha nó làm như mình được 2 mùa rồi, thì năm trước cũng trúng giá mà trúng trái nữa. Năm nay thì may mắn thì anh em cũng lại được hợp tác tiếp tục và ra hoa như thế này rồi, rất là mừng ha các bạn. Trong một số khách hàng thì còn đang đứng đợi tiết, còn bây giờ Kha nó đã ra rồi. Cầu mong cho cái cổ trái này nó có giá nè là ok rồi. Xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau.